Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với Johnny Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny sẽ mang đến cho các bạn một bất ngờ rất lớn luôn. Đây thì mình sẽ quay cho các bạn bộ ba bom tấn của Bentley đang xuất hiện tại Sơn Tùng Auto. Đó, bộ ba sedan siêu phẩm luôn. Mình sẽ quay cho các bạn một loạt này. Đó, bạn nhìn thấy một loạt siêu phẩm Bentley xuất hiện tại Sơn Tùng Auto. Số 2 Tôn Thất Thuyết Hà Nội các bạn nhé. Và đây, chúng ta có thể chiêm ngưỡng ba chiếc sedan siêu sang, siêu đẳng cấp của Bentley luôn. Bentley Mustang đời 2015 đang được bán với giá hơn 14 tỷ đồng. Và cặp đôi sedan triệu đô đời mới Bentley Flying Spur W12 6.0 lít Bentley Mustang thế hệ cuối cùng được sản xuất. Đó, siêu phẩm luôn. Chiếc Mustang này cũng có một ngoại thất rất đẹp luôn, ngoại thất màu xanh dương rất đẹp và là thế hệ cuối cùng. Bentley Mustang thì đã được khai tử các bạn nhé, đã bị khai tử rồi. Và bây giờ chiếc sedan sang trọng và cao cấp nhất chính là đây, Bentley Flying Spur W12 động cơ 6.0 lít. Trước đó thì chính hãng cũng đã đưa về một chiếc Flying Spur có màu ngoại thất giống với màu của chiếc Bentley Mustang này. Và sau đó Sơn Tùng Auto cũng đưa về một chiếc Bentley Flying Spur bản V8 4.0 lít có ngoại thất màu đen. Và mới đây nhất là chiếc Bentley Flying Spur bản W12 sử dụng động cơ 6.0 lít. Điều đó khiến cho mức giá của xe nó cao hơn rất là nhiều. Đó, chiếc Bentley Flying Spur này có giá đâu đó hơn 1 triệu USD tại thị trường Việt Nam. Nó tương tự như chiếc Bentley Mustang kia. Chiếc Bentley Mustang kia nó còn nhỉnh hơn bởi vì nó dùng động cơ V8 nhưng mà là 6.75 lít và nó là mẫu xe flagship của Bentley. Đó, quay xa ra một chút để các bạn chiêm ngưỡng cả ba chiếc Bentley. Hai chiếc Mustang hai đời liền kề nhau và một chiếc Flying Spur W12 đời mới nhất. Thậm chí chiếc Flying Spur này còn là phiên bản First Edition luôn các bạn nhé. Với rất nhiều những trang bị cao cấp hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến lại gần và ngó từng chiếc một xem nội thất bên trong nó có gì đặc biệt các bạn nhé. Đầu tiên là chiếc Bentley Mustang thế hệ cuối cùng với ngoại thất màu xanh dương này. Đó, phần đầu xe rất đẹp luôn các bạn nhé. Đó, phần đầu xe cũng có logo đặt nổi như Rolls-Royce các bạn nhé. Đó, logo đặt nổi như Rolls-Royce này. Đèn pha thì nó là đỉnh cao thiết kế. Đó, không sử dụng quá nhiều công nghệ hiện đại như LED multibeam hay là LED magic hay là vân vân và vân vân. Thiết kế của Bentley thì nó là đỉnh cao rồi các bạn ạ. Các bạn nhìn cái bên trong của cụm đèn pha mới thấy nó đẹp như thế nào luôn. Cả ba chiếc đều thế luôn các bạn nhé. Đây, mình sẽ ngó thử xem nội thất của chiếc Mustang này thế hệ cuối cùng này nó có gì đặc biệt. Đó, mở cửa ra này. Wow, nội thất bọc da màu xanh trùng màu ngoại thất các bạn nhé. Chỉ khâu màu da bò giống với màu của ghế này. Đó, các bạn nhìn thấy ghế ngồi bọc da màu da bò. Rất là xịn sò luôn. Rất là xịn sò luôn các bạn nhé. Ghế ngồi bọc da màu da bò và kết hợp với màu xanh, màu xanh dương trùng với cái màu ngoại thất. Đó, bên trong cũng là hai cái tông màu này luôn các bạn nhé. Ghế ngồi này rất đẹp luôn, logo Bentley này. Và chỉnh điện đa hướng có nhớ vị trí. Nhớ vị trí thì ở đây các bạn này, nhớ vị trí ở đây này. Hệ thống loa là loa name for Bentley luôn nhá, loa độc quyền này cho Bentley luôn. Đó, ghế ngồi chỉnh điện đa hướng này. Đó các bạn, hai cái ghế ngồi rất đẹp luôn, khâu hình quả chám này. Và có logo Bentley này. Màn hình giải trí dạng cảm ứng này, những cái tính năng rất là quen thuộc rồi. Đây các bạn này, ba cái đồng hồ analog này, đồng hồ xăng này, đồng hồ nhiệt độ dầu và đồng hồ giờ này. Đó, cần số logo Bentley này. Vô lăng 4 chấu này. Đó, những cái thiết kế rất là quen thuộc và tinh tế trên chiếc Bentley Mustang. Giờ chúng ta sẽ cùng ngó qua xem. Cửa là cửa hít các bạn nhé. Đó, cửa hít. Chúng ta sẽ xuống khoang sau. Đây là chiếc EWB trục cơ sở dài, thế nên cái không gian hàng ghế thứ hai nó rất rất rộng luôn. Đây các bạn thể quan sát, cái không gian hàng ghế thứ hai nó vô cùng rộng rãi luôn các bạn nhé. Cái khoảng duỗi chân này siêu dài. Ông chủ cao 1m8 hay là 1m9 cũng vẫn có một cái không gian rất thoải mái ở đây. Hàng ghế sau thì có rèm này. Đó, rèm làm từ vải rất là cao cấp luôn. Rèm vải chỉnh điện. Ngay cả cái mảng loa cũng có màu xanh giống với màu da các bạn nhé. Rất là xịn sò luôn. Đây chúng ta có một cái gạt tàn thuốc lá này, làm từ kim loại mạ chrome. Gạt tàn thuốc lá hay là cũng có thể dùng để làm gạt tàn xì gà. Đó, hai bên cũng được ốp gỗ tự nhiên và có những cái đường vân rất đẹp, bên ngoài được phủ bóng. Logo Mustang ở bộ cửa.
Không gian thì ghế ngồi thì rất rộng và chỉnh điện đa hướng. Chỉnh điện ở đâu thì một chút nữa mình cho các bạn xem. Có đệm bắp đùi ở đây, đệm bắp đùi chỉnh điện này. Chúng ta có bàn làm việc làm từ gỗ chỉnh cơ. Bàn làm việc làm từ gỗ chỉnh cơ này. Và có màn hình giải trí gắn tay tựa lưng hàng ghế trước sẽ được điều chỉnh ở đây các bạn nhé. Sẽ được điều chỉnh ở đây. Chúng ta có thể đặt nổi, ấn nó có một nút hạ xuống và một nút nâng lên này. Chúng ta sẽ ấn cái nút nâng lên để cho cái màn hình này nổi lên. Đó, cái màn hình đã lên với rất nhiều những cái tính năng cao cấp các bạn nhé. Đó, có desktop này, có radio, có media, sound, map, setting, app. Rất là nhiều những cái tính năng giải trí được kết nối trên cái màn hình này. Đây là một cái màn hình dạng cảm ứng các bạn nhé. Đó. Đó, các bạn có thể vào cái app này và các bạn có thể tương thích với rất nhiều luôn, vào Google, vào Facebook này, YouTube này, rất nhiều, như một chiếc điện thoại thông minh, một chiếc iPad thì chính xác hơn, một chiếc iPad thông minh thì chính xác hơn. Đó, rất là xịn sò luôn. Ở đây thì chúng ta cũng có bàn làm việc các bạn nhé, có bàn làm việc này. Đó, bàn làm việc xịn sò luôn, rất là xịn sò. Đấy, mình đã mở được nó lên. Và các bạn sẽ xoay nó ra như thế này. Chúng ta có một cái bàn làm việc, bàn làm việc xịn sò, một cái bàn làm việc làm ốp gỗ ở đây, và một cái màn hình giải trí ở đây. Rất là sang trọng cao cấp cho ông chủ ở hàng ghế thứ hai. Cũng có logo Bentley tại tựa lưng. Có tựa đầu này, tựa đầu êm, rất êm luôn. Có đệm lưng này các bạn, có đục lỗ thông hơi nhá. Và cái tính năng chỉnh ghế các bạn, nó sẽ xuất hiện ở dưới cái tấm gỗ này đó. Tính năng chỉnh ghế là dưới đây này. Đó. Chúng ta có cửa gió, điều hòa và đây, hệ thống điều hòa hai vùng độc lập ở phía sau. Đó, rất cao cấp, rất rộng, rất cao cấp dành cho ông chủ, có cửa sổ trời dành cho khoang sau. Đó, rất là đẳng cấp luôn. Chiếc Bentley Mulsanne V8 6.75 lít đời cuối cùng trước khi bị khai tử. Đó, cửa hít các bạn nhé. Đây là phần đuôi của chiếc Mulsanne này. Rất đẹp luôn. Mình giới thiệu chiếc Mulsanne này xong thì sau khi sang hai chiếc kia thì các bạn cũng sẽ thấy những cái thiết kế rất là quen thuộc của Bentley được xuất hiện ở trên hai cái mẫu xe này. Đó. Đây là chiếc Mulsanne đời thế hệ cuối cùng. Còn đây là chiếc Bentley Flying Spur bản V12 6.0 lít, số động cơ V12 6.0 lít. Đây là dung tích rất lớn và phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt rất cao các bạn nhé. Đó, chiếc Flying Spur. Đây, cụm đèn pha của Flying Spur thì nó lại là một cái sự đỉnh cao của thiết kế đèn pha luôn các bạn ạ. Đây, phong cách pha lê với những cái đa giác, nó tạo nên một cái tuyệt tác thì đúng hơn. Nó là tuyệt phẩm luôn các bạn ạ. Hai bên luôn các bạn nhé. Hai cái cụm đèn đều là thiết kế theo phong cách pha lê đỉnh cao của thiết kế đèn pha rồi các bạn ạ. Mình chưa từng chứng kiến một chiếc đèn pha nào nó thiết kế đẹp như trên Flying Spur và phiên bản GT mới mà mình đã từng quay cho các bạn. Đó, cái lưới tản nhiệt ở trung tâm và lưới tản nhiệt ở phía dưới đều được làm từ kim loại mạ chrome hết các bạn nhé. Đó, đây cái lưới tản nhiệt kiểu mới trên Flying Spur, có kiểu đặt dọc giống như Mulsanne kia. Logo cũng là logo đặt nổi này, logo Bentley đặt nổi này các bạn này, logo chữ B. Đó. Động cơ V kép 12 6.0 lít ở phía dưới. Đây là phần đầu của chiếc Flying Spur này. Rất đẹp luôn. Chúng ta sẽ cùng ngó bên trong nhé. Chiếc này là chiếc mới tinh, mới tinh 100%. Đó, logo V kép 12 gắn tại cột A này. Đó, logo hình chữ B tại mang cá này. Logo phiên bản First Edition này. Đó, logo phiên bản First Edition nhá. Anh em thể chiêm ngưỡng này. Và đây là phần đuôi này. Cũng có phong cách hình chữ B quen thuộc giống như chiếc Mulsanne và cái ốp kim loại bên ngoài, cái viền kim loại bên ngoài. Đó, logo Bentley gắn tại phía trên và là cái nút mở cốp luôn. Đó, và là cái nút mở cốp luôn nhá. Không gian chứa đồ siêu rộng rãi của chiếc Bentley Flying Spur V12. Đóng cũng là đóng điện này. Và ngay phía dưới cái logo chữ B là dòng chữ Bentley. Đó, giờ chúng ta sẽ khám phá nội thất của xe các bạn nhé. Đây, sẽ khám phá cái khoang sau xem đó là có gì đặc biệt. Wow, xem có gì đặc biệt các bạn ơi. Đây, logo chữ B chiếu sáng xuống đất này các bạn. Logo Bentley này, đó. Logo Bentley nữa này. Và dòng chữ First Edition, phiên bản First Edition. Đó, wow, tuyệt tác là đây chứ còn các bạn ơi. Cái thành cửa này nó tạo hình những cái hình đa giác mấp mô, rất ấn tượng luôn các bạn ạ. Rất xuất sắc và rất ấn tượng luôn.
Hệ thống loa là loa nêm các bạn nhé. Và cái màng loa thì nó là đỉnh cao rồi các bạn, đỉnh cao của màng loa rồi. Đó, ghế ngồi chỉnh điện đa hướng đặt trên thành cửa và nhớ hai vị trí. Nội thất bọc da màu cam các bạn ạ, màu cam giống với phong cách của Hermès đấy các bạn, phong cách của thương hiệu túi sách Hermès đó, rất đẹp luôn, với những cái đường vân họa tiết tạo hình từ chỉ các bạn nhé, những cái đường chỉ vân họa tiết và cũng đục lỗ thông hơi, cũng có logo Bentley tại tựa lưng và có đệm lưng đệm tựa đầu đó, tựa đầu êm giống như chiếc Mulsanne mình vừa quay. Đây là phiên bản 5 chỗ ngồi, chúng ta có thể ngồi được 5 người hoặc là 4 người khi chúng ta hạ cái bệ tì tay này xuống, hạ cái bệ tì tay này xuống này. Chúng ta cũng có, wow, cũng có tủ lạnh các bạn nhá, cũng có tủ lạnh ở phía sau này, rất là xịn sò luôn này, đó, cũng có tủ lạnh luôn. Đó, có một cái khay để đồ ở đây với hai cổng sạc USB. Dưới này thì chắc chắn là khay để cốc rồi. Ở đây thì chúng ta có cái cửa gió điều hòa và một cái iPad mini ở đây. Các bạn có thể lấy cái iPad mini này ra để điều chỉnh ghế ngồi, điều chỉnh điều hòa, điều chỉnh rèm xung quanh xe, vân vân. Điều chỉnh được rất nhiều thứ ở trên cái iPad này luôn các bạn nhé. Và ở đây là gì? Đây là hai cái màn hình giải trí các bạn này. Hai cái màn hình giải trí. Đó. Nó gắn tại tựa lưng hàng ghế trước luôn các bạn nhé. Chiếc này mới tinh nên ni lông vẫn còn nguyên. Nó gắn tại tựa lưng hàng ghế trước luôn. Wow. Mình vừa nhìn lên trên và cảm thấy giật mình luôn các bạn ạ. Được bọc da, bọc da rất là xịn sò luôn và có cửa sổ trời dành cho hai khoang. Ở đây chúng ta có một cái gương, gương soi. Bọc da bọc rất xịn sò luôn. Còn bây giờ thì chúng các bạn nhìn ra bên kia, các bạn nhìn thấy cái đèn viền nội thất không? Chính là cái đường line này, là cái đèn viền nội thất ở đây. Giờ chúng ta sẽ khám phá cái khoang lái xem nhá, cũng là cửa hít. Khoang lái phía trước xem nó có gì đặc biệt. Wow, cũng như phía dưới cũng có logo Bentley chiếu xuống đất, cũng có logo Bentley phát sáng và dòng chữ First Edition. Ghế ngồi thì chỉnh điện đa hướng ở phía dưới, không như ghế sau là đặt ở trên thành ghế. Đây, hệ thống loa nêm, nêm for Bentley này rất đẹp luôn. Đây, ở phía trên thì chúng ta có rất nhiều thứ để nói ở đây. Logo phiên bản First Edition, ốp gỗ piano màu đen. Đó, đây là cái màn hình chúng ta có thể xoay được 3 chiều khác nhau. Đó. Đó. Tiếp tục này. Khi các bạn tắt máy đi thì nó sẽ về một cái màn hình, một cái bề mặt gỗ màu đen piano ở đây các bạn nhé. Đó, xe này xe mới nên có lẽ là cái màn hình là nó cũng chưa cài đặt được nhiều. Chúng ta sẽ để ở chế độ K. Đây là chế độ cài đặt K này các bạn. Nhìn một chiếc Bentley Flying Spur để ở đây luôn nhé. Rất đẹp luôn, màn hình 12.3 inch. Phía sau vô lăng cũng là một cái màn hình 12.3 inch nữa các bạn nhé. Đó, nó hiển thị rất nhiều những cái thông tin cho người lái có thể biết được về chiếc xe của mình. Vô lăng 3 chấu, bọc da tròn vo, hai tông màu giống hệt với chiếc Bentley GT V8 mà mình từng quay cho các bạn. Nó cũng tích hợp những cái phím bấm rất quen thuộc và vô lăng thiết kế giống hệt luôn. Tuy nhiên chiếc này thì là bọc da màu đen và màu cam Hermès, còn chiếc hôm trước mình quay là màu trắng và màu đen. Ở đây chúng ta có logo Bentley 1919 này, đó. Đồng hồ, đây là cái đồng hồ kim này. Đồng hồ giờ đó các bạn. Logo Bentley 1919, năm thành lập của Bentley. Đó, thiết kế cụm này rất đẹp luôn. Flying Spur mới thì cái cụm này đã được thiết kế đẹp hơn rất nhiều. Cần số kiểu mới, vẫn có logo Bentley ở trên đỉnh. Và có nút P để ngay đây. Chứ không, chúng ta không cần gần gạt nữa. Nút bấm Start Top Engine đặt ở chính giữa. Và hai cái núm xoay điều hòa hai bên. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập phía trước. Và rất nhiều những cái phím bấm khác ở đây. Đó là chiếc Bentley Flying Spur W12. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy những cái góc đa giác rất đẹp luôn nhé. Bên cạnh là chiếc Mulsanne. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ ngó sang chiếc Mulsanne màu cam xem nó có gì đặc biệt. Xem chiếc Mulsanne màu cam này nó có gì đặc biệt các bạn nhé. Chiếc này là cam zin luôn này, màu cam zin luôn, hai màu, màu trắng phía trên là mới được Sơn Tùng Auto grab lại. Và cái đường cốt lai cũng thế. Đây là phiên bản Speed các bạn nhé. Phiên bản Speed. Đây, chúng ta có bọc da màu đen, chỉ màu cam, trùng màu ngoại thất. Cũng có logo Bentley.
thiết kế thì vẫn rất là quen thuộc, vẫn rất giống với chiếc pha lai, chiếc Mulsanne mà mình đã quay khi nãy, từ vô lăng cho đến màn hình ở phía sau, hay là những cái trang bị ở đây thì nó rất giống. Tuy nhiên chiếc đời mới thì nó được làm thêm công nghệ và tinh chỉnh đẹp hơn các bạn nhé. Nó được thêm công nghệ và tinh chỉnh đẹp hơn. Ghế ngồi cũng là chỉnh điện đa hướng. Chỉnh điện đa hướng. Nhớ vị trí gắn tại đây. Đó, nó khá giống nhau nhé. Đây là khoang sau, cũng là rất cao cấp luôn các bạn nhé. Cũng có màn hình giải trí gắn tại tựa lưng hàng ghế trước này. Cũng có đệm lưng này với đó, rất to logo Bentley này. Và chiếc này thì là phiên bản 5 chỗ ngồi, không có bàn làm việc, cũng bàn làm việc chỉnh cơ ở giữa, không có bàn làm việc, rất đẹp ở giữa thôi. Còn lại thì vẫn là đầy đủ những cái trang bị quen thuộc của Bentley. Logo Bentley gắn tại thành cửa này. Đó. Một chút giới thiệu về chiếc Bentley Mulsanne màu cam này mình muốn gửi đến các bạn. Còn đây là bộ ba nguyên tử luôn. Gọi là đẳng cấp và đỉnh cao luôn. Sơ sơ cái bộ ba này khoảng 60 tỷ. Đó. Sơ sơ là khoảng 60 tỷ, còn các bạn có mua gộp một phát 3 chiếc thì nó lại khác luôn. Còn tính riêng thì bộ 3 chiếc này có giá đâu đó khoảng 60 tỷ, đang có mặt tại Sơn Tùng Auto, số 2 Tôn Thất Thuyết Hà Nội, nơi nhập về rất nhiều các siêu phẩm sedan, SUV hay là siêu xe, xe thể thao tại Việt Nam luôn. Đó. Còn bây giờ thì mình xin phép kết thúc cái video tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất về siêu xe và xe sang các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.